Hello anh em, hiện tại trên bàn mình đang là hai mẫu tai nghe. Thứ nhất là WH-1000XM4 và thứ hai là WH-1000XM5. Cả hai đều là những mẫu tai nghe chống ồn cực kỳ đỉnh cao đến từ thương hiệu Sony. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trên tay cũng như là so sánh nhanh sự khác biệt giữa hai mẫu tai nghe này là gì. Đồng thời trả lời câu hỏi là những ai đang sở hữu XM4 liệu có cần phải nâng cấp lên XM5 hay không. Nào, thôi không dài dòng thêm nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Cái sự khác nhau dễ nhận thấy nhất đó chính là mức giá bán. Thì phiên bản XM4 này hiện tại theo như mình tham khảo thì giá của nó đang là hơn 5 triệu. Trong khi đó phiên bản XM5 ra mắt vào năm 2022, mức giá hiện tại của nó đang là hơn 7 triệu. Và cả hai chiếc tai nghe này mình đều tham khảo giá bán tại điện thoại giao kho. Một trong số những hệ thống không chỉ mang đến cho bạn mức giá tốt mà còn nhiều dịch vụ bảo hành cũng như là hậu mãi vô cùng hấp dẫn. Thôi, quay trở lại thì cái sự thay đổi tiếp theo đó chính là phần thiết kế. Thì ngay khi mà mình vừa mới unbox chiếc XM5 này mình phải wow luôn, bởi vì uầy, nó kiểu đẹp dã man luôn đấy các bạn ạ. Nếu như mà trước đây chiếc tai nghe XM4 với cả XM3 nó không có quá nhiều sự thay đổi gì cả, thì hiện tại chiếc tai nghe XM5 đã là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi mà giờ đây nó đã bắt đầu đi theo trend này, cũng như là cái xu hướng mới các bạn có thể để ý này, AirPods này cho đến tận là Marshall, họ đều đang đi theo một cái xu hướng thiết kế là tối giản và đơn giản hơn rất là nhiều. Hiện tại thì chiếc tai nghe mới của Sony cũng y như vậy luôn. Các bạn có thể để ý được là cả hai chiếc tai nghe này thì ở phiên bản XM5 nó đã lược bỏ đi rất là nhiều chi tiết. Trong đó thì thay vì sử dụng nhựa nhiều hơn thì chiếc tai nghe XM5 này lại sử dụng da nhiều hơn. Phần bọc da được bọc bao hết phần xung quanh này, và da của nó là phần da nhám nha. Trong khi đó da ở trên XM4 lại là da bóng. Điều này khiến cho chiếc tai nghe kiểu khi mà những ai đeo lên ấy, nó sẽ tinh tế, thanh thoát và trưởng thành hơn so với chiếc tai nghe đến từ thương hiệu Sony cách đây 2 năm về trước. Một đặc điểm nữa đó chính là các bạn có thể để ý là ở phiên bản XM4 ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể gập lại được như thế này. Trong khi đó ở phiên bản XM5 thì các bạn chỉ có thể xoay cái phần bàn tay như thế này mà thôi. Thực tế thì cái điều này nó sẽ phù hợp mỗi người, có người thấy nó là ưu điểm, có người thấy nó là nhược điểm. Cá nhân mình thấy thì cái này không có quan trọng, bởi vì cá nhân mình thì thường hay lấy là đeo mà thôi. Và điều này cũng dẫn đến cái việc là hộp của phiên bản XM5 nó sẽ to hơn rõ rệt so với hộp của phiên bản XM4. Đây là điều mà các bạn cần phải cân nhắc trước khi mua, bởi vì khi mà các bạn bỏ vào ba lô thì nó sẽ trống chỗ hơn rất là nhiều. Quay trở lại phần thiết kế thì đi sâu hơn nha. Chúng ta sẽ có cái phần đệm mút bên trong này. Đó. Thì cái phần da này theo cá nhân mình đánh giá là nó sẽ có phần êm hơn, cũng như là cái phần vành tai nó sẽ to hơn một xíu so với phiên bản là XM4. Thì cái vành tai của nó cũng như là cái phần da nó sẽ có độ đàn hồi khác biệt hoàn toàn. Đó. Khi các bạn đeo lên tai thì các bạn sẽ cảm nhận được ngay những cái sự khác biệt này. Về các phần nút bấm ấy, thì vị trí nút bấm ở cả hai chiếc tai nghe này khá tương đồng lẫn nhau. Tuy nhiên có một vài cái thay đổi nhỏ, ví dụ như là ở trên chiếc tai nghe XM5 thì cái phần nút custom ấy nó đã đổi thành cái nút là chống ồn chủ động chứ không còn ghi chữ custom nữa. Thêm nữa là những cái mic xuyên âm ở trên phiên bản XM5 thì nó can lộ lộ luôn, có nghĩa là nó thể hiện hết ra bên ngoài. Trong khi đó mic xuyên âm ở trên XM4 thì họ đã giấu vô cùng khéo léo ở bên hông vành tai, còn họ chỉ để lộ ra hai cái thôi. Còn ở phiên bản XM5 thì họ để lộ ra hoàn toàn luôn. Và đó là những cái đặc điểm dễ nhận thấy nhất trong sự khác biệt giữa phiên bản XM5 và XM4 ở hai chiếc tai nghe đến từ nhà Sony này. Tiếp theo đó chính là phần tính năng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng điểm sơ qua một vài cái sự giống nhau giữa hai chiếc tai nghe này. Thì ở cả hai chiếc tai nghe này, đầu tiên dễ nhận thấy nhất đó chính là nó đều có khả năng chống ồn chủ động cực kỳ tốt. Và tiếp theo nữa là bạn có thể kết nối với phần mềm điện thoại, thì tại đây bạn có thể kích hoạt thêm nhiều tính năng khác, ví dụ như là khả năng thích ứng âm thanh môi trường xung quanh này, điều chỉnh equalizer này, hay là speak to chat, kiểu bạn sẽ nói và nó sẽ tự động nhận diện và nó sẽ giảm cái âm thanh ở bên trong lại, rất là hay. Một trong số những tính năng nữa mà mình rất thích ở cả hai chiếc tai nghe này đó chính là bạn hoàn toàn có thể ốp tay vào bên phần tai trái này, sau đó nó sẽ giảm âm thanh xuống và bạn có thể nghe được âm thanh từ bên ngoài môi trường xung quanh, nhờ đó sẽ hạn chế cái khả năng điếc của bạn khi mà đeo tai nghe này. Bên cạnh đó thì nó cũng hỗ trợ những cái tiêu chuẩn âm thanh vô cùng cao từ SBC cho đến AAC để bạn có thể nghe được những cái âm nhạc chất lượng cao nhất từ những nền tảng như là Spotify hoặc là YouTube Music. Nói chung là ở cả hai chiếc tai nghe này với những tính năng đi kèm trong phần mềm nó sẽ có rất nhiều, các bạn có thể khám phá từ từ. Nhưng trong video ngày hôm nay mình sẽ muốn tập trung nhiều hơn vào những cái sự khác nhau giữa hai tai nghe,
để các bạn biết được rằng là với số tiền bỏ ra thêm hơn 2 triệu, liệu bạn sẽ nhận lại được gì ở trên chiếc tai nghe XM5 này. Về cái sự khác nhau, cái sự thay đổi đầu tiên mà mình muốn nói đến đó chính là công nghệ Bluetooth. Giờ đây ở trên chiếc phiên bản XM5 này, công nghệ Bluetooth đã nâng cấp thành 5.2. Nhờ đó mà khả năng kết nối có thể xa hơn cũng như là độ trễ nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với Bluetooth 5.0 chỉ có ở trên phiên bản XM4. Bên cạnh đó thì cái driver màng loa của phiên bản XM5 ấy nó là 30mm, trong khi đó phiên bản XM4 là 40mm. Mặc dù cả hai đều có cái giải tần số là từ 4Hz cho đến 40.000Hz, tuy nhiên với một cái màng nó nhỏ hơn thì cái khả năng cho ra những cái âm thanh mà kiểu vocal của ca sĩ hay là cái độ chi tiết của âm ấy nó sẽ tốt hơn rất là nhiều ở trên phiên bản Sony XM5. Thay vì là phiên bản XM4 thì nó sẽ thiên về những cái âm bass, những cái dòng nhạc như kiểu là hip hop hoặc là rap hoặc là rock nhiều hơn. Trong khi đó thì với phiên bản XM5 thì khi mà các bạn nghe những cái thể loại nhạc khác như là ballad này, hay là pop này, hay thậm chí là bolero luôn, thì giọng của ca sĩ nghe rất là rõ và trong. Đặc biệt bên cạnh đó thì cái thời lượng pin cả hai đều có khả năng nghe liên tục đến 30 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên phiên bản XM5 năm nay đã nâng cấp ở cái thời gian sạc siêu nhanh, với chỉ 3 phút bạn hoàn toàn có thể nghe được lên đến 3 tiếng đồng hồ. Uầy. Trong khi đó thì ở trên phiên bản XM4 này thì bạn sạc 15 phút thì nghe đâu đấy được khoảng mấy tiếng ấy. Nhưng mà phiên bản XM5 này thì sạc nó sẽ nhanh hơn. Và đó là những cái điểm khác biệt trong cái tính năng giữa hai cái tai nghe này. Kế bên đó mình sẽ nói thêm một vài cái suy nghĩ của mình về chất lượng âm thanh của cả hai chiếc tai nghe này. Về phần chất âm, như mình đã nói ở trên thì cả hai chiếc tai nghe này đều sở hữu chung một cái dải tần số. Tuy nhiên, việc phiên bản XM5 có một cái màng driver chỉ 30mm giúp nó thể hiện những cái độ chi tiết trong âm thanh một cách tốt hơn so với phiên bản XM4. Cụ thể thì ở cả hai chiếc tai nghe này, đầu tiên mình nghe những bài nhạc kiểu rap, hip hop như kiểu của MC Key ấy, thì rõ ràng những âm bass của cả hai chiếc tai nghe này thể hiện rất tốt, rất là đầm và ấm. Tuy nhiên khi mà mình nghe qua những bài nhạc pop, ví dụ như của Hoàng Dũng này hoặc là của Vũ, thì chiếc tai nghe XM5 này thể hiện sự vượt trội hơn hẳn khi mà giọng của ca sĩ này hay là những âm mid hoặc là âm trap nghe rõ hơn hẳn so với phiên bản XM4. Bên cạnh đó thì tất nhiên là các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh equalizer ở bên trong phần mềm, nhưng mình đang nói ở đây là cái mức độ mà khi các bạn đeo lên và nghe luôn thì phiên bản XM5 rõ ràng đã làm tốt hơn rất là nhiều so với những gì mà phiên bản XM4 mang lại. Và đó là những cái cảm nhận cũng như là chia sẻ nhanh của mình về cái chất lượng âm thanh của cả hai chiếc tai nghe này. Đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn nói về ở hai sản phẩm này, sự giống nhau và sự khác nhau của nó. Vậy thì theo cá nhân mình nghĩ, với mức giá gần 2 triệu để có thể nâng cấp từ một phiên bản XM4 ra mắt vào năm 2020 cho một phiên bản XM5 ra mắt vào năm 2022, mình nghĩ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Tức là ví dụ bạn cần một chiếc tai nghe có một thiết kế mới, sang trọng, tinh tế, gọn nhẹ và một chất lượng âm thanh nó cao cấp hơn một tí so với chiếc XM4 này, thì mức giá đó là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Còn với những ai mà đang sử dụng chiếc XM4 này thì mình nghĩ là nếu như các bạn đang hài lòng với những gì mà nó mang lại từ chất lượng âm thanh này hay là phần mềm thì các chức năng nó cũng giống như XM5 thôi, thì các bạn cũng không cần phải nâng cấp vội đâu. Có thể các bạn nên chờ ở phiên bản sau hoặc là thử ghé qua những cái thương hiệu khác chẳng hạn, thì mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn là khi bỏ một số tiền cũng không quá nhỏ để nâng cấp lên chiếc XM5 này. Và đó là những cái suy nghĩ và quan điểm của mình về hai chiếc tai nghe này. Vậy thì còn bạn thì sao? Bạn sẽ lựa chọn phiên bản XM4 hay là XM5 đang có ở đây? Hãy để lại cho mình ngay giữa phần bình luận. Và cũng đừng quên bấm like, share, subscribe channel của mình, bấm thêm nút chuông nhỏ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình sẽ ra trong tương lai. Và mình là Đức Độ đến từ Kho Công Nghệ. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.